Vậy sao tôi coi được sao? Are you ready? Yes. Ồ, sai này dữ anh. À dữ, bởi tụi tôi cung quá. Má ơi. Sai này ok. Ok không? Được, được đúng không thầy? Thầy quay con mình đó. Chở người coi được rồi thầy. Thiệt cái bệnh hoạn gì mà hết tóc cũng không được luôn. Thôi quá. Nên đẩy rất là tốt. Đúng rồi, cái chữa chóp trên á. Mày đừng có cắt cái chóp trên đâu nha. Biết rồi. Ừ, cắt cái trên nó kỳ lắm, còn hồi nữa mày mới lấy kéo á, nó chỉ cho mày, mày đưa lên mày tỉa nha. Ừ. Ừ, luôn có lần đầu tiên tôi đưa nó hết con má ơi, chuyện ngẫu luôn trời. Đời tôi sao khổ quá đi thôi, có tiền cũng không được hát tóc luôn cả nhà ơi. À không được, bà ủ cho đều không coi bà ơi. Từ từ. Từ nó mới đều à. Chưa có gì hết. La ông sùm. Thở cái tóc người ta cũng cần ít nhất 30 phút cho một cái đầu à, tao mới ủi mới có 2 phút à. Mà muốn xong cái đầu phải không? Quá thì ra tiệm có tiệm đâu có. Mày điên à. Anh xấu trai vài tháng thôi làm dữ vậy. Hết xong rồi tôi đổi nón tới. Không lên hết được. Nó cầm tông đơ là biết nó đẩy được. Nên thầy đẩy hay hơn. Thầy đẩy hay quá hả? Ừ. Cầm đây. Thầy đẩy đúng không? Đẩy hả? Thôi thầy. Thầy đẩy chọc chết con à. Cái đồ đâu hết thầy? Đây nè. Đó, đó. Đây nè. Rồi xong cái hồi đó em mới lấy cái size thấp á, em mới đẩy trắng cái bát nó từ từ, hiểu không? Trắng nó xung quanh đây đúng không? Dạ. Yeah. Gì nữa? Thì hết sao mình không lên hết được. Thấy cái đầu cũng ok lắm rồi đó. Người ta nửa tiếng chắc nó chắc 2 tiếng quá. Mày lấy cái nhiều quẹt đi thầy lượt chảy lên không thầy chảy lên đúng rồi đó hết trên cho nó đều đó à, đều đúng rồi đó hay quá đẹp quá ta hay công nhận không uổng công là tao bao nó thì tao bắt ủa em bao mà ủa lộn không uổng công nó bao mình tao bắt chứ. Cái đầu của kia bằng idol đâu ai muốn hớt là hớt được Linh. Hiểu không? Xin anh nhớ chứ. Trời ơi. Bà sắn thường nghe lỗ tai không vậy? Tự sắn đi trời ơi. Làm gì đau vậy? Anh quẹo, anh đừng có quẹo. Quẹo đâu quẹo. Thôi đừng thầy, đang quay. Chỉ cho nó quay đó nha. Này còn đẹp quá. Cái đó gì? Cái đó cái rồi phim. Rồi anh, cái ở phim. Dưới đây đều rồi đó. Rồi đẹp quá. Đúng rồi. Bây giờ... Nè thấy có cái mấy cọng tóc ra nè. Chim nha. Chim nào? Khoan thầy chim sao? Chim dòng nè. Đâu chim sao? Chim không. Dưới á. Thầy chim mới bát thôi, chim trên chị. Chim bát chị. Khoan để nó đẩy đều đi con mới chỉ nó được. Đẹp hay quá lên này. Giỏi quá. Nhớ cho em tiền tiết nha anh. Dạ. Hay đâu. Đồ dữ. Hết sao hồi giống cái bầm ngựa. Rồi nay nó làm là nên đổi qua hết tóc luôn. Ừ. Ôi có tóc bạc kìa nha. Có tóc bạc đấy. Cạo chọc luôn nha. Ông con hơi cạo chọc xấu rồi. Mặt mũi là đẹp chưa? Rồi thì
từ từ em coi thử mi. Mi hết mi hỏi điều chưa? Không, nhiều khi người ngoài nó ấy hơn. Rồi. Mùa tại vì mấy cái này nó không đi nên em phải dùng kéo anh. Ờ đúng rồi, mùa cuối là mình tự hết luôn. Mướn được con bé này nè. Nó bao ly cà phê nên mới cho nó hết tóc chứ không phải là muốn hết là mình cho hết đâu. Mình coi xấu mùa chảnh lắm á. Chào cái nhà thân yêu. Hộp. Gì vậy? Cho chừng đi hàng lông mày. Hả? Chào cái nhà thân yêu, hôm nay Đình Bảo miền Tây quê tôi hớt tóc tại nhà. Mới mướn con bé này ở Thái Lan Bang về. Nó hớt mà nó ủi nãy muốn tét lỗ tai tôi luôn. Ủi cho đều nghe trai. Khỏi lo. Tao về mà nói thiệt tao coi không đều là mi mệt á. Ngày mai anh sẽ phải gặp lại em thôi. Ừ. Đi. Không biết nó có đeo kính không mà nó thấy nó như nó không biết lỗ tai tôi nằm đâu cái gì trời. Không đẹp rồi đó lên, không, quá đều đó cơ. Rồi, được rồi. Ôi ôi. Rồi bây giờ đến số mấy? Ở sao? Rồi. Sao đều rồi. Giờ đến số mấy trước đây? Đều. Rồi bây giờ ha. Ừ. Cái số nhỏ xíu em làm cái bát nè. Đẩy cái bát lên chút thôi. Số hiểu chưa? Số nhỏ xíu là số mấy? Số 1 á. Số 1 đúng không? Đúng rồi, đó số 1. Cứ đẩy lên, đẩy ngay bát lên sơ lên nè. Bát này nha, đẩy bát tới đây chút thôi nha. Dớt lên gì đó hiểu không? Em làm hai bát cho nó đều. Từ từ coi nó có như thế nào. Mi hết mi phải coi coi nó có đẹp là không nữa chứ không phải đụng nó mi quất quẹt cái trời nó hối chỗ lỗ. À đúng rồi đó. Từ từ. Có lên không? Không. Lên đây không? Mi lên nữa là trụ lỗ sao trời. Mi vét cái bát thôi, hiểu ừ, chưa? Cái bát là cái này ha. Đúng rồi đó, cái bát đó. Ừ. Ta át bớt bát. Hớt cho nó đẹp đẹp nó đều đều á mi vớt rồi nè. Dưới này nè, ủi cho nó sát sát lên trời. Mình tưởng nó hớt tóc người ta dễ lắm à. Khó lắm á. Sao tự nhiên mình đẹp trai vậy ta? Rồi đó, đẹp rồi đó, đâu. Hay quá Linh ơi, trời ơi, qua đây. Cũng đều giống như vậy nha trời nha. Coi nè, mới đứng coi hai bên nè. Dạ con vậy thôi đó. Không có cần phải cù kỳ. Trời ơi miễn sao nó cao đừng có ngứa thôi. Tại con đẹp trai sẵn rồi. Ôi má sao nhỏ đều. Sao em thầy? Đều chưa? Đều rồi đó. Ừ, em coi đều rồi được à? Ừ, em thấy đều rồi đó. Còn anh đều không thì em không biết. Không, con mắt ngoài mới thấy rồi. Dầm hai bên mình canh chứ. Ok. Rồi. Rồi ở dưới bát cũng vậy luôn. Ở dưới cũng làm như vậy luôn. Mà cho nó đẹp nha. Đó. Vừa thôi trời. Ở sao là con không thấy đó. Mà tao về tao tắm tao coi tao thấy đó. Ừ đúng rồi, vét cái bát hay. Đúng rồi đó. À, vét cho đều. À, cái đó chừng sửa lỗ tai tôi đó bà. Không, nó biết hết. Con này em bé này nó biết hết. À. À. Mà biết nó có đeo kiến không nữa trời. Cúi xuống. Trời ơi. Ôi, nó hết cho idol Đình Bảo miền Tây quê tôi mà nó làm cái gớm không? À, em cứ vớt lên cho nó đều. À, đúng rồi. Chưa có ai mà hớt tóc bẻ cổ rồi vậy trơn á.
con mình con nhỏ này ha. Ừ, đúng rồi, em vớt cho nó đẹp gọn là ok. Cắt ngón tay. Đỡ tốn 25 bạc. Bờ đúng rồi, trời để lỗ tai tôi xuống. Ừ, hay quá. Cho đều nha, em coi hai bên đó nha. Hay quá. Very good. Tuyệt vời hả? Đó, cắt tóc anh dễ hết lắm. Phá cửa là nó gió bay. Không, không bay đâu. Ừ, vậy thôi, đâu cần cái cầu kỳ đâu trời. Còn ở phía trên có làm không? Làm chứ, để cho anh chỉ cho dễ lắm. Em chải lên đúng không? Chải lên cái sắp đó. Ừ. Chải lên cái mình, cái nào thưa tươi mình sắp. Ít thôi, từ từ coi nó đẹp không? Cái là mình xuống nữa, từ từ chứ đừng quất cái quạt. Cái trời thối hội luôn á. Nó thiệt ra nhảy xuống ao tắm luôn á. Không, cắt được. Dạ. Đó. Ừ, bà chỉ cho nó này. Đúng không? Em thấy là mình phải lấy cái dao cạo mình cạo dưới đây nè. Không. Có cái tông đồ nhỏ em vớt vớt sơ sơ thôi. Khỏi cũng được. Dao cạo thôi khỏi đi. Trời ơi. Đừng có nói tới cạo cái gớm mà trời ơi, nghe cái rẹt thôi rồi thôi, giờ này tôi mệt lắm. Thôi giống đại trang. Đó, vậy đó, thấy không? Rồi trong cái em chải lên nè, em chải lên cái em vuốt lên cái em cầm nè. À đúng rồi đó. Đúng không? Cầm cái tỉa cho nó đều đều vậy thôi là xong rồi đó. Để cầm máy gần gần nó chỉ cho mình mới được. Chưa hả? Đúng rồi đó. Không như gì là cũng đủ đẹp luôn đó mà tỉa sơ thôi à. Đẩy đại là số 1 mà. Đẩy cho nó đều từ lên trên á. Đẩy hết con số 1, 3-1 vậy thôi á, vậy thôi dẹt á. Đều tay là ok. Trời ơi, đã sợ. Mấy nay nó dài nó ngứa, không thể nào tưởng tượng luôn, cả nhà thân yếu rồi. Mấy tiệm hớt tóc bây giờ ế rồi. Một ly cà phê Starbucks thôi là bên Linh nó hết cái đầu tôi rồi. Đó, thấy chưa? Em thấy đẹp thấy chưa? Uh-huh. Đâu cần gì đâu, cao với nó là ok. Hù cho đều dữ trời. Oh my god. Rồi bây giờ cái trước đúng không? Idol đẹp như xưa đó cả nhà. Cái này ủi lên vậy đúng không? À đúng rồi. Sơ thôi, em thấy cái chớp mà nó le que đó là sắp sơ nó thôi. Kéo em đâu rồi? Kéo thì đâu? Nãy nó kéo để ra nó mất kia rồi. Hồi nãy em lấy em cắt cái cổ kìa. Cắt cái cửa để anh chọn cái lỗ vô. Để đâu? Ở gió rồi. Đóng cửa lại. Không đẹp rồi đó. Đây. Đều chưa? Mấy coi hai bên nó đều chưa nó? Hai cái bát đó. Đều rồi. Ok. Bây giờ lên vậy đúng không? Ừ đúng rồi. Để xử lên. Rồi xong mới đúng rồi. Yeah. Chính xác. Hay quá lên này. Giỏi quá. Ừ, đúng rồi đó. Ừ.
Good job. Rồi. Y hình đó em tỉa về vòng vòng hai bên là xong rồi. Trái trái ra nha. Chừng cắt xong hút lỗ mà. người ta chảy một cái trời ơi làm biến như trời rồi mới mới chảy phớt lên, để mới chảy phớt lên. Đẩy xuống luôn, đẩy thẳng xuống luôn, chảy thẳng xéo xuống. Xuống xuống nữa, nữa chảy đều xuống chưa? Rồi xong đó, cái em mới sắp sơ nó một cái. Sắp sơ cái ngọn thôi, sơ cái ngọn thôi nha. Đúng rồi. Yes. Thấy gớm vậy trời. Sắp sơ cái ngọn. Sao tóc anh nó qua đây không vậy? Ai biết, bên dài bên ngắn đó thì mình nó qua bên trái bên đó. Rồi bây giờ mình ủi đúng không? Rồi ủi lên đi, đó. Mình chải lên, đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi đó. Cầm giùm hết. Trời ơi. Đầu tóc mới là đầu tiên nghe luôn á. Cầm được giùm nữa chứ. Thì cái đầu tiên mới nghe luôn. Nè. Lại lại đó. Đó. Giờ không cầm nó quăng được vô mặt mình luôn kìa. Không phải. Accident nó rớt. Ồ, cho nó trống trống. Hả? Thì Lâm hù con không à. Đó. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đó, anh thấy. Đó, đúng rồi đó cưng. Cầm. Dạ. Thở tóc thì đọc thì chứ. Đó, trời ơi. Rồi chảy xuống đây. Nữa không? Trên đây không? Cho nó ngắn bớt không? Ừ, trên nào? Trên đây nè. Ừ, coi nào đều đều đó, quất nó miếng. Mới cắt cái sụp dữ trời. Không, em cắt ít mà. Có hón lỗ không trời? Tào quá. Mới tin tưởng bạn vậy chứ. Còn nhờ mới cắt lần thứ hai á. Không đẹp trai, nó mi hết vậy là ta chịu rồi đó. Đúng rồi, hay quá. Chính xác rồi nè, không ngọn đây chứ ngọn ngoài, hồi gió lạnh chút gió chết luôn. Mình cắt thì mới đưa áo mình lùm la rồi đó. Rồi đẹp trai đó trời. Bóng giống không sợ, chỉ sợ không người cắt tóc thôi cả nhà ơi. Lên nó hết có 17 phút. 17 phút bằng cái đầu luôn trời. Nhanh hơn tiệm luôn trời. Tiệm hết như gần có tiếng á. Đó, em chải coi nó có đều mấy bên không. Đó. Coi hai cái bên này nè, nó có đều tóc không? Không biết. Hả? Anh coi đi. Em đâu biết tóc anh nó ra sao. Con muốn này cao lên chứ không? Em chải lên coi, chải lên coi. Thôi vậy cũng được rồi, đúng không? Ờ, được rồi, đúng rồi. Bên này tém hơn chút, hơi tém chút. À. Chỗ đó hơi kỳ kỳ đây. Chỗ nào? Chỗ nó hơi dài so với lại cái kia đúng không? Nó hơi dài hơn chút, cái phải. Em biết coi. Chỗ đó đó. Đúng rồi, mình phải làm cho nó ngắn tí xíu. Cái miếng đó đúng rồi, nó hơi bị chổi đó. Trời ơi. Có thiệt mỗi lần nó sắp cái làm như tôi muốn thoáng đái luôn á trời. Dở lên làm cho đều đều chút xíu. Vừa vừa thôi cắt. Con này mũi. Ôi cầm cái lược xong mới kêu lấy cái kéo, nó tay đâu lấy kéo. Ôi nó hết, nó không cầm kéo không nội ơi. Thì nó thở dữ rồi chứ. Ui trời ơi. Đúng rồi đã. Đúng đó. Gì sắp cho nó dữ vậy ta. Hơi nguy vậy. Nghĩ chắc được của anh hồi mới quất tao cái đầu không biết tao còn gì luôn quá. Nữa hả? Đúng nữa hả trời? Hơi dài á. Thiệt.
hơi dài đúng không? Có thấy đầu bé? Nè. Ừ. Thì mi coi thì mi tỉa cho nó đều thôi. Trời chưa chưa. Đình hớt tóc giữ thì 20 phút xong cái đầu của Đình bảo mình tay quay tôi luôn hả? Rồi sao ngươi sắp nhiều vậy mày? Đẹp hả? Đẹp. Cái sự đẹp này tao không tin tưởng mày chút nào, tao thấy quốc trầm là thấy hơi nghi nghi rồi đó nha. Không, bây giờ. Thôi, khỏi, được rồi. Để nó coi coi. Quốc không, hồi vậy được rồi đó. Không vậy được anh Bắc. Thôi được rồi. Ừ. Trời ơi mi hết hồi tao không còn cái cộng nào luôn á. Thôi khỏi đi, đủ rồi. 25. La coi thử có được không? La coi thử coi. Thế sao này, được chưa? Này nó hơi dày. Hơi dày đúng không? Ừ. Lấy ông đỡ tẻ lại mày. Tẻ cao lên chút. Không, nếu mà cái đó số 3 mà, cao nếu mà đây số 1 cái rồi nó dính lại. Tại vì cái này nó ok anh để dài ra cái này phải cao lên tới đây nè. Cái này cái đó số 3 mình nó chạy số 3 lại. Thôi bây giờ mi chạy số 3 hay số 2 đi, số 3 đi. Chạy sau chặt nữa thì để lại tập bắp rồi đi. Hả? Số 3 hả? Tại cái đó nó nằm ở số 3 mà. Ừ, em đổi số 3 đi. Tỉa gà sơ sơ nữa thôi, rồi chắc được rồi đó, đẹp rồi đó. Đúng rồi, gà cho nó đều được rồi. Ừ, đúng rồi đó. Em gà đều nó nên là thấy ok rồi. Anh dễ lắm, cái đó là đẹp rồi. Muốn cao ráo rồi rồi. Dễ mà. Đẹp trai sẵn hết cái điểm đẹp đó. Nó đẹp sao anh Quốc không chùm hối lộ hay sao đó, chắc nó nhảy lầu luôn á. Không, cái này mình chỉ đi nó đi đúng mốt size của nó nè. Ừ, đúng rồi. Nó đâu ngắn lên được không? Từ thịnh đi số 3 đó. Số 3 xong rồi cái đầu là bà mới lấy số 1 bắt trim lại biết không? Uh-huh. Trim đều tay nữa là xong. Đó. Vậy thôi, gọi trên cái tỉa nữa là vậy thôi đó, tóc anh vậy thôi. Đơn giản mà. Đúng rồi. Ủa, có tóc chảy nè. Chảy nha, đều cộng nào nó nhú lên bực. À, hay ta. Mời các bà bao nó cà phê quá. Rất là dễ ha. Hớt cao là dễ, chứ hớt mà tim tỉa tỉa mới khó đó. Mấy người mà tóc giống như hớt, kiểu như để dài á nhá không? Khó lắm. Còn này cứ đẩy số, đẩy tới vậy đó. Đẩy đều là được rồi. Mình từ hướng bên đây qua nhìn ngang thì nó sẽ có cái cộng nào mà nó dài nó sẽ chỉ lên. Ừ. Mà hết rồi. Hết rồi, ok, hết rồi. Hay quá. Trời, không ngờ hôm nay tôi có cái đầu đẹp trai dữ vậy trời. Vậy thôi, bình thường hết kiểu như cái lính vậy đó. Rồi, được không? Bây giờ em lại để từ từ em lấy cái miếng giấy em lau.
hơi tiếu một chút mà không sao, cao là được rồi. Cái này ra đi em bảo. Ừ. Có cái chỗ quét khác không? Hay quá. Rồi được rồi. Ok. Thank you very much. Đang ngồi đây đúng không? Ừ. Con luôn định quét. Đó.